trình cổ nhạc Vân Lan. Kính chào quý khán giả đến với chương trình cổ nhạc Vân Lan với Phạm Khanh. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chị Mai Trân bận, Phạm Khanh có một vị khách mời đặc biệt nữa đến với chương trình của chúng ta, đó là Cảnh Chân. Thì Cảnh Chân ngày hôm nay sẽ đến với chương trình nói sơ qua về nghệ sĩ Minh Cảnh, và cũng như là sẽ giới thiệu lại chương trình Tình Nghệ Sĩ đêm Minh Cảnh tại nhà hàng Majesty. Phạm Khanh chào Cảnh Chân. Chào anh. Dạ, Cảnh Chân xin kính chào quý khán giả của Lido Sài Gòn TV đài 57.7. Bây giờ thì Phạm Khanh có thể, Cảnh Chân có thể cho quý khán giả được biết sơ qua về tình hình nghệ sĩ hôm nay như thế nào, trong tuần qua sức khỏe nghệ sĩ có đỡ lên hay là không? Dạ, thưa anh, tức là các anh em nghệ sĩ ai cũng nôn nao cái ngày chờ cái ngày 26 tháng 7 này để mà anh em nghệ sĩ hội ngộ với nhau. Và cũng có một cái đặc biệt là có thể là có một nghệ sĩ từ ở Việt Nam bay qua nữa đó. Dạ, vào ngày em biết được là có thể là 90% là đã có mặt rồi đó. Mà quý khán giả cứ hãy đến, em xin phép để tới lúc đó có thể bật mí một nghệ sĩ nữ trẻ từ Việt Nam mà cô đã từng nổi tiếng qua vở tuồng Vụ Án Mã Ngưu. Mình chỉ nói vở tuồng đi để cho khán giả đoán đi. Vụ Án Mã Ngưu. Nếu như quý vị khán giả đã xem qua anh diễn viên Châu Thanh thì chắc có lẽ quý khán giả sẽ nhớ đến một nữ diễn viên đã diễn chung với anh vở tuồng Vụ Án Mã Ngưu. Thì quý khán giả hãy đến đêm đó, chắc chắn 90% là cô ấy sẽ có mặt trong chương trình của Tình Nghệ Sĩ và đêm Minh Cảnh. Vì một tình bạn mà cô ấy sẽ ghé qua và thăm anh Minh Cảnh luôn. Và như vậy thưa quý vị, ngoài người nghệ sĩ đặc biệt mà Cảnh Chân chưa tiết lộ ra thì chúng tôi còn có nhiều nghệ sĩ khác nữa. Còn nhiều nghệ sĩ khác nữa vào cái chương trình đêm Minh Cảnh. Sẽ có mặt đêm sĩ đó. Ngày 26 tháng 7 2015, lúc 6:30 PM tại nhà hàng Majesty. Và thành phần các anh chị em nghệ sĩ tham dự chúng tôi thấy có Văn Trung, Tuấn Châu, Kim Tiểu Long, Phượng Mai, rồi có Hương Sĩ Nhân, Cảnh Chân, Minh Cảnh Em, Cát Tuyền, Cẩm Thu, Philip Nam, Lê Bá Trư, Yến Linh, Mộng Nguyệt, Quỳnh Hoa cũng như là bé Hương Sĩ Thương. Wow. Ban nhạc thì cũng rất là quen thuộc với chúng ta, đó là có thành phần ban nhạc như là Hoàng Phúc, Hoàng Nam, cũng như là Hoàng Nghĩa. Vé thì quý vị có thể mua tại số điện thoại của Cảnh Chân là 626-231-9945 hoặc là Tú Huỳnh 714-531-4284, hoặc quý vị có thể đến với Bosa Ticket ở số điện thoại là 714-418-2499. Vé 45 đồng và 5 VIP chỉ có 55 đồng thôi. Bởi vì biết tổ chức tại nhà hàng Majesty thì thấy nào cũng có phần ẩm thực, tức là vé bao gồm ẩm thực. Bao gồm ẩm thực trong đó luôn, vé rất là mềm. Mục đích là để đến cho vị thưởng thức một chương trình thật là hay, với sự quy tụ của tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Và cũng điều quan trọng hết là chúng ta có thể gặp lại nghệ sĩ Minh Cảnh, nghệ sĩ đàn anh tiền bối của ngành cổ nhạc cải lương, cũng như là chúc mừng cho anh đã bình phục vượt qua cái nguy kịch. Và đã trở lại với sân khấu. Và rất mong anh được sự yêu thương của quý khán giả đã nuôi dưỡng và đã yêu thương anh bao nhiêu chục năm nay. Rất mong, Cảnh Chân rất mong ngày hôm đó gặp lại những quý khán giả đã từng yêu thương và thân thương anh. Thật ra Cảnh Chân nói câu này rất là cảm động. Có đôi lúc, những lúc mà Cảnh Chân ở kế bên anh trên giường bệnh, cứ tưởng như là không còn được đứng chung sân khấu với anh nữa. Nhưng hôm nay thì Cảnh Chân rất cảm động, đây là vì mừng chứ không phải là buồn nữa, là anh đã vượt qua cái nguy kịch để mà trở về với sân khấu và trở về với những cái khán giả yêu thương thân thương của mình. Rất mong quý khán giả hãy đến để ủng hộ anh trong đêm 26 tháng 7 chủ nhật tại nhà hàng Majesty, tức là Amarobe cũ. Rất ngay mong gặp lại góc đường Edinger và đường Kiêu Click, thưa quý vị. Nhân tiện thì nãy giờ mình cứ nói ảnh bệnh nhưng mà mình không có nói là bệnh tình của anh Minh Cảnh như thế nào, lúc bắt đầu làm sao, rồi sau đó thì mẫu bình phục thế nào ha. Và thưa quý vị thì chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, đó là đêm Minh Cảnh Majesty lúc 6:30 ngày 26 tháng 7 2015, tức là ngay góc đường Euclid và đường Edinger. Euclid và Edinger, giá vé là 45 đồng cũng như là 55 đồng.
và vé đã có bao gồm luôn cái phần ẩm thực rồi. Vì mua vé tại Cảnh Chân Tú Quỳnh hoặc là Bô Sa Ticket. Bây giờ Cảnh Chân có thể nói qua về tình hình anh bệnh, tình anh Minh Cảnh như thế nào và lý do tại sao anh phải trải qua cái cơn ngộ vậy? Thưa anh, ảnh thì ảnh năm nay cũng đã hơn 78 rồi anh. Dạ. Thành đã có tuổi cũng cao rồi. Và người nghệ sĩ thì anh không có hút thuốc, uống rượu gì cả. Rất là ăn uống thì coi như chay thì nhiều, ăn chay thì nhiều. Nhưng mà đương nhiên người lớn tuổi, bệnh anh biết mà, bệnh là bệnh tim nữa, anh bệnh tim nữa. Vì thế cho nên anh phải trải qua một cơn mổ 6 tiếng rưỡi. Cho nên ảnh cũng suốt cái thời gian mà ảnh vừa quay xong cái tuồng Bao Công Tráng Quách Què đó thì ảnh đã bị coi như yếu rồi. Nhưng anh không biết, anh không biết, nhưng cả cái gia đình và vợ gì cũng không biết hết. Vì thế cho nên tới khi mà ảnh quay xong rồi ảnh về trở về bên Houston Texas á, thì là khoảng cỡ một tháng sau là ngã bệnh luôn, suốt cho tới thời gian này đó anh. Thành đã kéo dài cũng cỡ gần 2 năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ thì là khỏe đỡ rồi. Bây giờ đỡ nhiều rồi, bây giờ coi như sức khỏe càng ngày càng tiến, càng mạnh lắm. Em cũng là coi như mỗi ngày gọi thăm anh á thì anh nói anh tốt lắm, em đừng lo. Coi như là đang cái đà là tiến triển tốt, tiến triển tốt không mà em đừng có sợ nữa. Thì chắc chắn là ngày đó anh sẽ nhất định là gặp mặt với khán giả, là coi như anh cũng đang trông chờ ngày đó. Dữ lắm. 26 tháng 7 tại nhà hàng Majesty lúc 6:30 chiều. Xin quý vị mua vé sớm tại trực tiếp với Cảnh Chân 626-231-9945, 626-231-9945, hoặc đến nhà sách Tú Huỳnh, hoặc đến với Bô Sa Ticket. Và chúng tôi xin nhắc lại là ngày hôm đó ngoài nghệ sĩ Minh Cảnh ra, còn có một người nghệ sĩ đặc biệt, người nữ nghệ sĩ nữa, đại diện với nghệ sĩ Châu Thanh trước đây đến từ Việt Nam. Rồi có nghệ sĩ Văn Trung, Tuấn Châu, Phượng Mai, Kim Tiểu Long, Hương Sĩ Nhân, Cảnh Chân, Lê Bá Trư là MC, không ạ, bên cạnh em rồi có thêm các Tuyền, Cẩm Thu, Philip Nam, Yến Linh, Mộng Nguyệt, Quỳnh Hoa, Hương Sĩ Nhân nữa. Rất là đông anh chị em nghệ sĩ sẽ trình diễn một cái đêm diễn thật là đặc biệt để mà mừng cho anh nghệ sĩ Minh Cảnh vừa thoát qua được bệnh tật, và cũng như là để có chút tài chánh để mà ủng hộ cho anh trong cái bước đường kế tiếp, sẽ tinh dưỡng để cho sức khỏe được tiến triển một cách tốt đẹp. Và xin nhắc lại một lần nữa là quý vị có thể liên lạc mua vé trước, giá vé chỉ có 45 đồng, 55 đồng mà thôi, và trong đó bao gồm cả phần ẩm thực nữa. Và có một điều Cảnh Chân xin nhắc cho quý khán giả, khi quý khán giả mua ở Bô Sa Ticket hoặc là ở Tú Quỳnh, mua 5 vé, bất cứ vé 55 đồng hoặc là vé 45 đồng cũng đều được tặng một chai Survivor Tap, chai lớn 180 viên. Wow. Trị giá 40 đồng đó. Wow. Thành ra quý khán giả cứ gọi để mua đi. 5 vé là được tặng một chai, trị giá 30, từ 30 đồng cho tới 40 đồng. Chai lớn, thực phẩm sinh tồn để nuôi dưỡng mình đó anh. Đúng rồi. Đó, đó là cái sự bảo trợ đó. Động đất rồi đó. Thiên tai này kia. Vì thế nên quý khán giả hãy gọi để mua, để còn được những cái tặng phẩm đó sớm. Nếu mà gọi Cảnh Chân thì có thêm CD. Vậy hả? Có thêm được tặng CD. Ai cũng được, mà quan trọng là chúng ta đến với chương trình để mà ủng hộ cho nghệ sĩ Minh Cảnh. Phải nói là đây là một cái tấm gương cho những nghệ sĩ trẻ. Anh là một người phải nói là rất tâm huyết với nghề. Anh Khanh biết không, Cảnh Chân rất là cảm động khi gọi đến chị Phượng Mai, hoặc là Kim Tiểu Long, hoặc là chú Bảy, hoặc anh Châu. Gọi một cái là anh em nghệ sĩ chấp nhận liền, ok liền. Thành ra có đôi lúc cái chương trình này rất là nhiều ý nghĩa. Rất mong quý khán giả hãy đến, vì cái tấm lòng của nghệ sĩ đã gọi là tình nghệ sĩ. Vì thế khi mà bất cứ anh em nghệ sĩ nào mà có một cái tai biến gì, một cái bệnh hoạn gì, khó khăn gì đó thì nói lên một tiếng thì là anh em ai cũng nghe buồn hết trơn á, thì là cũng là chấp nhận liền, để mà sẵn một bàn tay. Cũng giống như một nghệ sĩ mà nữ mà Chân nói là trong cái vở tuồng Vụ Án Bản Ngu á, cô đi qua đây với một cách là đi du lịch thôi. Nhưng mà khi nghe Cảnh Chân nói, cô chấp nhận bay từ ở Texas qua đây để mà chung vui với chương trình.
Và Thúy Vị xin nhắc lại một lần nữa trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, đó là đêm tình nghệ sĩ hay còn gọi là đêm Minh Cảnh, để mà mừng cho nghệ sĩ Minh Cảnh vừa mới hết bệnh, và cũng như là cơ hội cho quý khán giả gặp gỡ Minh Cảnh và cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ ở hải ngoại này, vào ngày 26 tháng 7 lúc 6 giờ 30 tại nhà hàng Majesty, góc đường Kiều Click và đường Adventure, tức là trong khu vực Chợ Mâm. Vé có bán tại Cảnh Trân, Tú Quỳnh, Posa Ticket, liên lạc 626-231-9945, giá vé là 45 đồng và 55 đồng, bao gồm ẩm thực. Cảm ơn Cảnh Trân đã đến với chương trình ngày hôm nay, và như thường lệ bây giờ chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần còn lại của chương trình Bao Công. Vở tuồng Bao Công Tráng Quách Què. Bao Công Tráng Quách Què, với sự tham dự của nghệ sĩ Minh Cảnh. Cảm ơn Cảnh Trân. Dạ, tạm biệt. Và xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Margin Auto Accessory tọa lạc tại trung tâm Lidl Sài Gòn, một địa điểm duy nhất, lâu đời nhất và lớn nhất của người Việt, bán nhiều và đầy đủ các loại mặt hàng về tân trang, bảo vệ cho xe hơi, xe truck, RV, tàu, hệ thống âm thanh stereo, niềng xe, vỏ xe, đặc biệt cho BMW, Mercedes, dán kiến xe, dash cover, seat cover. Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Margin xin chân thành cảm tạ quý vị đã thương mến ủng hộ chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. 714-554-1998, 554-1998.